Anh đi ra trên đấy đi, ở đang chạy vào tuông cả rồi. Aki ở đây đây. Đấy. Chà. Ấy gà gì? Đấy, cái này là phải để ông Sáu phải làm cái chỗ khu vực chăn nuôi mọi người. À quên. Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Kaka Vlog cuộc sống ở châu Phi. Đấy. Đấy, hôm nay là ra nóng trại đây mọi người. Úi chà, ăn như thùng luôn, lại ăn nhanh như thế. Thế. Úi chà. Ăn làm không đủ cho. Gà vậy ăn. Ăn từng này ăn một hôm hết 3 cân, 4 cân, 5 cân. Nói chung là 5 cân mới no được hay. Úi chà. Nó đang còn ít ăn gì vẫn chửi gì kia nữa. Chưa về. Đấy, gà con này, gà con lồn gà nhỏ ở trong kia đang còn ngán rồi đấy sáu. Và bụt cầm lại thêm miếng anh. Đấy, mấy khi là mình sáng cho ăn một bữa xả làng nó đấy, khỏi phải đi ăn ngoài kia nữa, đi ăn là đào bới phá lúng túng. Đấy, trong này thì còn ngán về gà con đang đẻ trong này mọi người. Đấy, ấp rất nhiều ổ. Ý chà. Đấy, người đi vào đây cũng đi theo luôn. Trong này đang có một ổ ngán là nở được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 13 con. 13 con ngán con đây mọi người. 13, 13 con, 13, 14 này. À, 13 con, 13. Ồ, đàn ngán con rất là đẹp luôn. Đấy. Mấy hôm nữa là làm ra cái khu vực ấy hẳn đây. Cho ra ngoài đấy bơi thoải mái. Mà ngắn con này cũng chưa cho ra được đâu. Đi ra ngoài là sợ nó chết trôi mà. Ngắn bên này là dễ chết trôi lắm vì có sông suối để mà bơi. Đấy, ngày mai người kia bắt đầu sẽ làm cái khu vực là chăn nuôi mọi người. Đấy, chờ. Ý, chờ. Bên kia chưa đi ăn về nào không? Ấy quên mình rồi, giờ đi theo anh Thành thôi. Đấy, vượt đây cho đỡ tránh nhau. Đấy, cho ăn vừa xả láng luôn, đỡ phải đi tìm ăn ở ngoài kia nữa. Đấy. Nói chung là cái chỗ mà chăn nuôi cũng là chưa được đàng hoàng đầy đủ mọi người, mà cũng hơi bé này, nên là gà đấy cũng là nở rất là nhiều. Mà kiểu chỗ đấy bé quá rất là nhiều, lúc đó nó cũng chết đấy. Nói chung là phải không sao để mở cái chỗ chăn nuôi riêng biệt một tí, chứ không thể để trong đấy nó chật chội quá. Đấy. Thôi bây giờ mọi người cũng biết rồi, nhìn thấy rồi. Đấy, bầu bị bị đấy. Bị dai này, bị bị dai, bị tròn này, bị đỏ, bị ấy là nhiều quả lắm. Mà bây giờ để ngoài này thì nó hư hỏng hết đấy. Mấy về liền. Ese. Quan nu ne desa si. Ese me de bi su de boy awa entra va sra ga ne. No e. Đây là mùa mưa mọi người, chứ mùa khô thì cứ để thế này không sao. Bây giờ mùa mưa là sợ nó hư hỏng đấy, là nước mưa nó vào nên nó bị thổi, nó bị hư luôn đấy. Nên là hôm nay là quyết định là ấy như ấy thổi như quả này mọi người, quả này là bị con ruồi vàng này đấy. Đấy, nó chích cái lỗ này là mưa nước vào là bây giờ nó thổi luôn đấy, nó mềm luôn này. Đấy, nó thổi luôn, thổi đây đây đấy, đấy thổi đây đây đấy. Cái này thì giờ đem vào nấu ăn được, nấu cháo bầu đấy. Bây giờ sẽ là đi cắt vào. Ôi trời, trên này có mấy quả to này mọi người này. Dạ, áo đó tôi đưa vào mà sẽ là pegay, có mù
có tay ra. Ừ, sẽ gần đây. Giờ phê gái vào một cô ta. Dạ. Chị tên tao là giờ. Chà. Năng. Xem không? Hai cùng mấy kỹ đấy, bá. Cái này sẽ qua được kỹ luôn. Quá tụi nét, ô xin tụi nét. Xin. Đấy. Bộ 5 cân gì đây, con quả đây này to này này. Dạ, ô tụi bây giờ đây, đây xe ấy. Xìa. Mấy giờ đi. Nào đây xe, nào đây tên ác này xe, mấy tên mẹ muốn ác cái nụ sau. Dạ. Mình luôn quả để anh này cắt đi. Vô xếp. À, rồi, thật đứt rồi, đứt rồi. Đấy, quả này cũng to này. Đấy, đấy là bí này. Xìa. Xem. Bây giờ đi hái tất cả đấy cũng rất là nhiều luôn. Để xem quả nào mà nó vàng thì hái mọi người. Còn những quả bé thôi cứ để đấy. Bé bé thì để hôm sau là để mang vào là xào một hôm. Yeah. Sợ, đấy, có bị to này, bị dai này, quả này thì dai lắm này. Ừ. Giờ cắt để đem vào trong nhà mọi người, giờ để ngoài đây là mưa ướt là nó thổi hư hẹp. Nếu có bị thủng lỗ thì là để vào nhà không bị nước, là nó không bị hư hỏng. Từ sáng giờ là để là nắng là nó cũng khô. Bây giờ trời đã bắt đầu là chuyển bắt đầu mưa rồi. Sợ. Những quả bi này. Ta quê à đấy. Thì cái lê cái này nhá. Sao bi ấy. Có quả này vang này hay. Sao con. Bao vị nữa. Ngay sẽ tâm mệt tiền. Có cái loại quả này mọi người, đấy, nó cũng vang thôi, đây bao nên, à bí này là bí đỏ, khác đấy. Đấy, có nhiều loại bí lắm, yeah, mấy tên là, đấy, mới hái có cái chỗ này là bao nhiêu là bí đấy này, chờ, mấy tên cá sa đi là được, đấy, thôi bây giờ đi xuống nhìn này mọi người, dạ, yeah, vâng mua, à cái lên bao. Chỗ cái gian này có nhiều loài bí lắm, bí dai, bí tròn, bí hồ nố. Quả này là vang là ngắt vào được đó mọi người, cái để đây làm gì nữa, nó nặng gian mất. Giờ ba gai này xuống. Agi, pega Agi, bán xuống. À, mê tê Agi. Yeah. À, Agi tâm mê. Yo fui ma ele tira também. Mas velho, tira você. Có quả nằm đến cái gian này dai này. Toma, tira você. Đã có loại dai là ngắn. Nhiều loại. Đấy. Anh giật cái này dai cổ. Đấy. Ừ. Chả những đây quả bí này đa nhỉ. Đấy. Đấy. Cứ thích nhất là cái ngày đi thu hoạch. À kia tắm mẻ đấy. Đấy. Bao tù là đuổi. Đa. Aki.
À, có quả bí tròn nữa. Không phải có tù lần. Hả? Sao mày? Đây chúng ta là. Đấy, quả này hay. Ui giời ơi. Đâu dài. Đấy, không lên được. Chị. Chỗ này cấy nó khô cả đây vì bị nó ra rồi đấy mọi người. Hay còn những quả nón nó mới ra sáu. Quả này thì cái này cũng bị này. Đấy, nước thế này thì nó thổi mọi người. Giờ để vào phơi cho nó khô rồi mới mang vào cắt chứ không mang vào liền đâu. Phải phơi nặng một hôm, hai hôm gì đấy. Đâu này. Đấy, cái này là bị tròn đấy mọi người. Ở đâu này còn mấy quả này. À, cái phía đâu này là toàn là cái loài tròn này cả này. Tròn, bị tròn. Chà, nhìn thích. Thế anh đi rồi. Những quả này, của loài này là nó bé hơn, nó không được to lắm. Quả này có đời rồi, có đời rồi. Ô tô đâu, vận chuyển, người vận chuyển, bán xóa, cá đủ, mô tô đi ta. Đấy, những quả này to này mọi người. Đâu ba gà, vài ba tiểu, cây gầy, của con tiên à. Đấy này, quả này mọi người. Đấy, anh nào khỏe nhất vào bế quả này đi. Anh có tao khỏe khỏe. Dạ. Để xem phục, để xem. Đây là cái bên chỗ. À nó tên. À thì này, xì. À xì. Rồi. Này. À. Đấy, quả này mới là to mọi người này. Đấy còn nhiều quả to này nữa. Đấy chà. Dạ. 40 kg. Đấy, được như quả này cả hay. Chà. Dạ, có một lạc là vậy, tiết là mà. Ây, tiết là. Gió phi cà la mô xí tui, apa nhà tu. Un poco de bôi vong xe gà. Bớt vừa, phía bên này chạy ra đi. Nhiều lắm, không biết được bao nhiêu quả đấy. Quả này là. Ô. Tìm xem không là sọt đấy. À, chỗ cái chỉnh léo nữa cô. Có bị lấp quả nào trong này không? Ừ, chà. Ăn vịt từ sáng sớm ra là bắt đầu là đi tắm rửa, bắt đầu vào lại ăn xong lại đẻ thôi. Ăn cái cô ta kìa.
Ôi, trên đây 5 quả đến này, con chó này. Yeah. Như có quả dai dai đấy là hình như hỏng phải không? Đấy đi, tiết rồi đấy, để khoai đấy mọi người, để khoai bắt đầu nó bắt đầu sắp hỏng đấy này, nó bị nứt trên này này. Giờ mà để nước vào là nó hỏng luôn đấy, nên là phải cắt vào cắt khẩn cấp, chứ để ngoài nó hỏng hết luôn. Ui sợ nhiều bị thế. Ok. Ui sợ. Đi tìm xem có quả nào. Ê, nó hôm nay nó bo cả lên trên cây nhà đây này. Đấy, sổ nhà khéo sập đấy. Đấy, giờ lô chỗ này bắt đầu nó phát triển, nó léo cả lên trên cái mái nhà luôn. Đấy, để đi tìm xem có chỗ nào nó sọt quả nào nữa không. Vậy vậy giờ là về ta reto lao nào. À giờ vai amo suos. Quả này cắt luôn đi chứ. Hết để được cái nào. À đứng nón này. Hết đấy đấy. Thì ra sẽ một bạn lại đếm được bao nhiêu quả. Dạ, có một level là. Đấy, đi vào mọi người. À, có quả xinh xinh đi, cắt luôn anh Thành. Hãy đang nón. À, quả. Đang nón hay. Nhỏ nhỏ léo cáo đây này. Bỏ ra đây đếm được bao nhiêu quả. Đấy, ở dưới cái da này mà tí nữa bỏ ra ngoài, ngoài nặng cho nó khô đi. Nó đem vào cá chết bây giờ sờ nước nó mưa sáng mưa nó đang bị ướt đấy. Có quả này cái này là gọi là bị ngố này. Hay. Cái kia là hình là bị đáo nhưng mà to. Thì ngố quả này to này. Ở đấy có ba loài. Ba loài. Đấy cứ gian là anh em mình trồng được hạt giống là trồng vứt có cái. Loài nhỏ đấy là cái này là bị hồ lỗ đấy, nhưng mà nó không mọc được ra hồ lỗ. Agora agora vamos fazer conta meter no sol, né? Vai secar, nó sẽ molhar. Bỏ chỗ nào đây cho nó khô ấy. Chỗ này cái đất nó khô đúng không? Bên này giếng là có rửa để ướt, bỏ bên này thôi. Cánh không gà nó, cái này gà nó ăn đấy. Dạ, mình tự vòng phải dây côn tản đấy. Dạ, tiết là tu được mệt đấy. Đấy sao, vòng xe đê vai xe ca. Đấy, phải phơi nặng cho nó khô tí mọi người. Dạ, đấy, đại cá đấy. Đấy, xe dê lên đi. Sao có phí tông? Có phí tông? Đấy, được như quả này cả mọi người. Đã này. Yeah.
Mete tú luôn. Đấy, để chỗ này, chỗ đất cát này phơi cho nó khô mọi người. Vì đêm hôm qua sáng nay vừa mưa mà. No, ese mete un asito. Ese tú bola, ese mete un asito la. Ese bí kênh fica frente. Phơi nặng đến chiều là nó khô là mang vào cất luôn. Sờ đang ướt là vẽm vào nó hỏng. Cái này sau bây giờ là sẽ để rộng thôi, chứ không bán được đâu. Bán thì nói chung là bây giờ mà đem lên thành phố bán thì là người ta sẽ mua hết với cái bí này là về nấu ăn ngon mà. Để nước vô vào là nó hỏng. Nếu mà không có những cái con gì nó chích vào thì không sao. Không có những con ong rồi, những con ruồi gì đấy, côn trùng nó cắn chích vào đấy là nó nước vào là nó hỏng. Đấy, phơi nặng cái này là quả tuyệt vời. Senta. Ừ chà ấy. Ướt sao nó mãi về lúc đêm mưa nó bị ướt chứ phơi này cho nó khô chứ. Separa un poco. Nó vai cola fica. Nó vai secar bem. Để cho nó tách tách nhau ra thì để cho nó khô, cho nó ướt thế này, trời, dạ sẽ bắt ra một bộ. Thôi bây giờ cứ tạm thời để phơi này mọi người, rồi là cái tình hình thế nào thì sẽ là giải quyết sau. Cái chủ là để mà để rộng thôi, nhưng mà trên gian vẫn đang còn nhiều, rộng thì vài quả thì bao nhiêu là hạt. Mỗi nhà khoảng tầm chục hạt đấy, mỗi qua khoảng tầm 10 hạt đấy là thoải mái trong. Thôi bây giờ để tiếp tục anh em mình là đi vào công việc ở nông trại mọi người. Thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hungkaga Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Yeah. Desajiva CKB.